người ta, bới người ta, cổ phiếu VinFast lên quý vị ơi, bới người ta. Trời ơi trời, quý vị có tin được không, hôm nay cổ phiếu VinFast bất ngờ tăng mạnh quý vị. Thế là các truyền thông trong nước và một số thành phần tụi nó lại nổ giang trời giang đất hết nổ, giống như là coi như là kìa, thấy chưa, cổ phiếu VinFast tăng kìa. Trời, VinFast bán xe chỉ là phụ thôi, chủ yếu là kiếm tiền từ cổ phiếu là chính, vân vân vân. Thấy chưa, còn chê VinFast nữa chưa, vân vân vân. Trước tiên là gì, mình xin tuyên bố mạnh là VinFast trong tương lai 99.99% nó sẽ sập tiệm. Nó sập tiệm như thế nào ư? Nó sẽ sập tiệm giống như là điện thoại, nó sập tiệm giống như là tivi, nó sập tiệm giống như là xách xắn. Tại sao mà lại nói chuyện cái kiểu gì mà bi quan gì tương lai của em VinFast quá vậy? Trước tiên là quý vị nghĩ xem, kể như là bao gồm các truyền thông mà ủng hộ VinFast, nghĩ xem VinFast nó ra nước ngoài nó có gì để nó cạnh tranh? Yếu tố đơn giản thôi, VinFast nó bán xe đúng không? Mà để mà bán được xe tức là gì? Nó phải có cái gì đó để cạnh tranh đúng không? Nó phải có gì cạnh tranh với Toyota, có gì cạnh tranh với Tesla, có gì cạnh tranh với Honda, Acura, Infiniti gì đó chẳng hạn, ha, Porsche, Audi gì đó. Nó có gì để nó cạnh tranh? Từ thương hiệu nó cũng thua. Tại vì sao quý vị? Trời ơi trời, quý vị nghĩ xem, có bao nhiêu cô chú anh chị quý vị trong và ngoài nước sẵn sàng bỏ ra 40-50 ngàn đô la Mỹ để mà mua một chiếc xe thương hiệu Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ Việt Nam? Chắc mình đoán thôi nha, chắc không có bao nhiêu người đâu. Ok, tại vì dĩ nhiên không có bao nhiêu người hết á. Tại vì sao quý vị? Tại nếu mà các cô chú anh chị bao gồm cả trong và ngoài nước hay là người nước ngoài đồ đó mà mua xe VinFast đó quý vị, thì đâu có chuyện mà coi như VinFast nó cần phải bán xe cho taxi xanh làm cái gì. Quý vị nghĩ xem, VinFast tại sao nó cần phải bán xe cho taxi xanh? Đó là tại vì nếu mà không có taxi xanh á thì doanh số của xe VinFast đó nghe phải gọi là thảm hại, phải dùng cái từ là thảm hại luôn á, chứ không còn là coi là ế thê thảm nữa mà ế thảm hại luôn á. Quý vị nghĩ xem, cô chú anh chị nghĩ xem, bao gồm cả như bây giờ nè, chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như quý 1 vừa qua đi, là gì, là coi như là em VinFast, là mấy truyền thông ở bên Việt Nam nó nổ là em VinFast giao được gần 10.000 xe trong quý 1, doanh số tăng là mấy trăm phần trăm nữa, vân vân vân. Nhưng mà trong 10.000 xe đó đó là hết 70%. 70% của 10.000 là bao nhiêu quý vị? Có phải là 7.000 không? 7.000 xe trong số 10.000 đó đó quý vị là được giao cho taxi xanh. Tức là cái lượng khách thật sự bên ngoài người ta mua xe VinFast ngay tại Việt Nam, ngay tại sân nhà, ngay tại quê hương của em VinFast, ngay tại nơi mà có mấy chục triệu con người tự hào là yêu nước, tự hào là có nước, tự hào là có thương hiệu xe VinFast, tự hào về xe VinFast, vân vân vân. Ngay tại chính cái nơi đó đó mà em VinFast bán trong vòng 3 tháng trời, tức là một quý đó quý vị, mà chỉ được có 3.000 xe, nếu mà không có taxi xanh đó nha, chỉ được có 3.000 xe. Thì quý vị nghĩ xem, cái vai trò của taxi xanh nó có quan trọng hay không? Quá quan trọng. Tại vì nếu mà không có taxi xanh á, thì cái ở ngay chính sân nhà luôn mà chỉ bán trong vòng một quý mà được có 3.000 xe, vậy là nó quá trời thảm hại rồi chứ. Ế mà ế thê thảm, ế mà còn hơn cả chữ ế, ế mà không có cái đường nào để mà diễn tả được hết á. Và để cho quý vị hình dung được doanh số mà mấy ngàn xe trong một quý đó, nó thê thảm tới cỡ nào quý vị, thì một ngày thôi đó, tức là 24 giờ thôi đó, là hãng xe Toyota của Nhật nó bán 7.000 mấy trăm chiếc xe một ngày, Tesla nó bán 5.000 mấy trăm xe một ngày, Honda nó bán 3.000 mấy trăm xe một ngày, Hyundai của Hàn Quốc bán 5.000 mấy trăm xe một ngày, hãng xe Ford của Mỹ bán 3.000 mấy trăm xe một ngày, hãng xe Honda của Nhật bán 1.000 mấy trăm xe một ngày, một ngày thôi đó. Còn cái này em VinFast bán ngay tại sân nhà, bao gồm cả taxi xanh luôn, trong một quý tức là 90 ngày được lèo tèo vài ngàn xe quý vị. Trời ơi trời, thì quý vị có thể hình dung được nó ế mà ế kinh khủng luôn á. Và cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó quý vị, ở ngay tại sân nhà,
ở nơi mà có rất là nhiều người tự hào yêu mến về em VinFast, ở nơi mà coi như là VinFast là một thương hiệu. Tại vì ở Việt Nam VinFast mới là thương hiệu, chứ ở nước ngoài VinFast chỉ là đồ bỏ mà thôi. Mà nó bán doanh số còn kiểu đó đó quý vị nghĩ xem. Thì dĩ nhiên là gì? Ra nước ngoài nó không có cửa gì để nó cạnh tranh hết á. Không có cái cửa gì để nó thuyết phục người khách hàng ở trên thế giới này mua xe nó đó. Thấy không? Cái đó là bằng chứng là gì nữa? Muốn bằng chứng phải không? Cứ mỗi một lần VinFast nó báo cáo tài chính, báo cáo tài chính theo mỗi 3 tháng đó quý vị. Có bao giờ quý vị nghĩ xem nó chỉ có thua lỗ thôi. Giờ nó thua lỗ là tại vì nó bán xe ế nó mới thua lỗ. Bây giờ là đừng không có thể một ai truyền thông coi như là không có thể dùng cái lý do là giờ coi VinFast nó đầu tư nó xây nhà máy hay là gì đó. tại trên đời này bên ngoài nước Việt Nam nha. Ở ngay tại nước Việt Nam á, VinFast nó có một cái nhà máy ở ngoài Hải Phòng. Nhưng mà nhà máy đã xây lâu rồi, còn hiện giờ bên ngoài nước Việt Nam không hề tồn tại cái nhà máy nào gọi là nhà máy sản xuất xe VinFast hết á. Hả? Nhà máy VinFast ở Mỹ tới đâu quý vị? Ở Mỹ tới đâu rồi? Nhà máy VinFast ở Mỹ tới đâu rồi? Dĩ nhiên là chưa tới đâu hết, nó vẫn còn căn bản, nó nhìn không khác mấy bãi đất trống đúng không? Nhà máy VinFast bên Ấn Độ tới đâu rồi? Chắc cũng không khác bãi đất trống là mấy. Nhà máy VinFast ở bên Indo tới đâu rồi? Cũng chắc cũng không khác bãi đất trống là mấy đâu. Tức là trên đời này bên ngoài nước Việt Nam á, outside of Vietnam, là không hề có cái nhà máy VinFast đang hoạt động đúng chưa? Và cũng chả có cái nhà máy VinFast nào mà gọi là đã xây dựng tới đâu là đâu hết á. Đúng chưa? Khởi công làm lễ động thổ thì có, nhưng mà xây dựng không có tới đâu hết á. Đúng chưa? Mà đã xây dựng không tới đâu thì làm gì mà có tốn nhiều tiền, nên mà gọi là VinFast tốn nhiều tiền đầu tư ở đây. Đã có xây dựng đâu mà phải tốn nhiều tiền đầu tư. Đúng không? Đó, thành ra là không thể dùng cái lý do đó được nữa. Đúng không? Mà quý vị cái sâu xa nữa nên quý vị nghĩ xem, ở ngay tại nước Việt Nam mà VinFast nó còn không bán xe được cho những người mà tự hào yêu mến ca tụng khen ngợi nó nữa, thì ra nước ngoài quý vị, ra nước ngoài trên thị trường thế giới, nơi mà VinFast nó phải cạnh tranh như Toyota này, Honda, Acura, BMW, Lexus, Ford, Saudi, Tesla gì đó, thì nó sẽ bán cho ai quý vị? Nó bán cho ai? Không lẽ nó bán cho Việt Kiều ư? Mình chắc chắn 100% là Việt Kiều không có mua xe VinFast. Cái đó là coi như là tuyên bố mạnh vậy đó. Tại sao mà coi như chúng ta biết Việt Kiều không mua xe VinFast? Tại vì nhìn vào doanh số chúng ta thừa biết Việt Kiều không có mua xe VinFast. Nè, tại vì sao quý vị? Tại vì có mấy triệu người Việt ở nước ngoài, trong khi doanh số của VinFast ở ngoài hải ngoại này nè quý vị, ở ngoài nước ngoài nè quý vị, Được bao nhiêu chiếc VinFast đã được bán ra và chạy, đăng ký chạy trên đất Mỹ nè quý vị, lèo tèo vài trăm xe chứ tới ngàn xe. Được bao nhiêu chiếc xe VinFast đăng ký và chạy trên đất Canada quý vị, cũng lèo tèo vài trăm xe, ngàn xe. Thì quý vị nghĩ xem, rồi được bao nhiêu chiếc xe VinFast đăng ký ở bên châu Âu quý vị? Nếu trong khi đó, ở bên Mỹ này có bao nhiêu triệu người, cái thị trường Mỹ này một năm người ta mua mấy chục triệu chiếc xe. Và nhà Việt Kiều nào ở trên nước Mỹ này đó cũng có 3-4 chiếc xe hơi mà xe xịn đó nha. Xe hơi nha quý vị, tức là ở ngoài tiếng miền ngoài nó gọi là xe ô tô đó quý vị, tiếng xe ô tô đó. Việt Kiều đó nghe, người ta có 3-4 chiếc một nhà, cứ mỗi một nhà có 3-4 chiếc, cứ mỗi một người có 1-2 chiếc. Chạy chơi vậy đó. Xe ô tô á, tiếng miền Nam gọi là xe hơi, tiếng miền ngoài nó gọi là ô tô quý vị. Ô tô nghe chứ không phải xe hai bánh nha. Mà nguyên một năm trời trong 2023 vừa qua quý vị, thậm chí là quý 1 của năm 2024 là VinFast nó không có bán được bao nhiêu chiếc xe cho đất Mỹ nữa hết. Bán cho thuê luôn á. Mặc dù giá khá là bèo. Quý vị nghĩ xem, chúng ta có thể chắc chắn là gì, không có Việt Kiều, không có mấy người Việt Kiều mua xe VinFast hết đó. Vậy thì VinFast nó sẽ bán cho ai? Nó sẽ bán cho ai? Bán cho Mỹ ư? Bán cho Ấn Độ? Bán cho Nhật? Bán cho Hàn? Bán cho những quốc gia khác ư? VinFast nó đéo có cửa. Tuyên bố mạnh như VinFast nó đéo có cửa. Tại vì sao? Tại vì Ấn Độ nó cũng biết xài tiền, nó cũng biết lựa xe. Nhật Hàn nó cũng biết lựa xe, Tàu Khửa nó cũng biết lựa xe, Mỹ Trắng đồ nó cũng biết lựa xe, Xì nó cũng biết lựa xe.
Quý vị nghĩ xem, ai trên đời này mua xe mà không biết lựa xe quý vị? Mà đặc biệt là ở bên Mỹ, bên Canada, ở nước ngoài nữa. Quý vị bỏ ra 20-30 ngàn đô thôi, quý vị mua tha hồ mua xe, xe đẹp, xe xịn đàng hoàng. Xe nổi tiếng hơn xe VinFast đàng hoàng. Chạy ngon hơn xe VinFast đàng hoàng. Ủa vậy ai thèm bỏ tiền ra mua xe VinFast để làm gì? Quý vị nghĩ xem. Ở đâu mà bán xe cho Mỹ? VinFast nó bán xe cho Mỹ á? Trong năm 2023 vừa qua, thậm chí trong quý 1 vừa qua đó, Mỹ tổng cộng hết nó mua mấy chục triệu chiếc xe hơi rồi đó. VinFast bán được mấy chiếc? Đã có mấy thằng Mỹ nó bỏ tiền ra nó mua xe VinFast trong vòng 1 năm rưỡi qua, 18 tháng qua, từ ngày VinFast đặt chân, từ ngày VinFast nó xuất xe đi Mỹ quý vị. Đã có bao nhiêu Mỹ nó bỏ tiền ra xe VinFast? Trong khi 18 tháng qua, từ ngày mà chuyến tàu đầu tiên của VinFast tới Mỹ đó quý vị, là Mỹ nó mua tổng cộng nó nghe mấy chục triệu chiếc xe, 40-50 triệu chiếc xe hơi á nha. Em xin lặp lại, xe hơi tức là xe ô tô á quý vị, tiếng miền ngoại nó gọi là xe ô tô á, tiếng miền Nam mình gọi là xe hơi đó quý vị. Ở đâu mà bán cho Mỹ? Good luck đi. Mỹ chắc nó thèm xe VinFast quý vị. Hết chuyện ở đất Mỹ này nè, hay đất Canada nè, hay bên châu Âu quý vị. Người ta chỉ cần bỏ ra cỡ 20 ngàn đô thôi, 20 ngàn đô á, là người ta mua xe hơi thương hiệu nổi tiếng thế giới luôn. Mua xe VinFast quý vị. Chắc Mỹ nó khùng, nó không biết xài tiền. Chắc tụi Mỹ nó không biết xài tiền quý vị. Chắc tụi Ấn Độ nó cũng không biết xài tiền, chắc những sắc dân khác ta cũng không biết xài tiền. Hết chuyện đó nghe, bỏ ra 20 ngàn đô thôi mua xe xịn đàng hoàng không mua. Coi như là phải tốn 50-60 ngàn đô để mua xe vô danh, xe coi như là thương hiệu mới mẻ như là VinFast. Cái lối suy nghĩ đó trước tiên đó nghe quý vị, chỉ có là coi như các thành phần và truyền thông mà ủng hộ VinFast mới tưởng tượng ra được thôi. Còn cái bằng chứng là thuyết phục nhất là gì? Danh số đó. Dựa vào danh số chúng ta thừa biết là gì? Không có mấy người bỏ ra 40-50 ngàn đô để mua xe VinFast hết. Đó là cái câu trả lời chứ còn gì nữa, đúng không? Đó, cái dĩ nhiên là một số thành phần truyền thông đó, trời đó nghe, thấy chưa, thấy cổ phiếu VinFast lên chưa, ha, đừng có chống phá VinFast nữa, hay là gì nè, trời đó nghe, mấy Việt Kiều khát nước cay cứu vì sự thành công của em VinFast. Trước tiên là gì, không có Việt Kiều nào cay cứu vì sự thành công của em VinFast hết, tại vì thứ nhất, VinFast sẽ không bao giờ thành công, ok, tuyên bố mạnh như vậy, VinFast không bao giờ thành công. Thành công, nếu mà VinFast thành công là định nghĩa như thế nào? Đó là VinFast nó sẽ bán được xe ở nước ngoài và nó phải có lợi nhuận, đúng không? Cái đó là cái định nghĩa đơn giản nhất về sự thành công của VinFast, đúng chưa? Hiện giờ VinFast nó bán xe ở 5 châu 4 bể gì đó, Nam nó tuyên bố nó mở rộng thị trường khắp nơi hay xây nhà máy khắp nơi gì đó. Nhưng mà sự thật là gì? VinFast danh số ở nước ngoài là lèo tèo con cá kèo ế móc ấy mèo ấy thê ấy thảm. VinFast ở thị trường nước ngoài thua lỗ đó nghe, là 500-600 triệu đô một quý. Năm 2023 thua lỗ 2 tỷ 395 triệu đô, tương đương như là 57.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Năm 2022 tức là trước đó năm nữa, là VinFast thua lỗ 2 tỷ 100 triệu đô, tương đương với 50.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tức là mức thua lỗ là năm 2023 quý vị, là nó nhiều hơn 2022, đúng không? Năm 2024, 3 tháng đầu năm, VinFast đã thua lỗ đó nghe, tổng cộng là 618 triệu đô, tương đương với gì? Là 15.000 tỷ đồng tiền Việt Nam trong vòng 3 tháng đó quý vị, trong vòng 3 tháng đó đó. Tức là nó nói lên điều gì? Nó nói lên điều là mỗi một tháng em VinFast thua lỗ dọn dẹn trên dưới 200 triệu đô, tức là mỗi một tháng em VinFast thua lỗ 5.000 tỷ đồng tiền Việt Nam quý vị, 5.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thậm chí là trong quý 2 của năm 2024 này, tức là sau, coi như là từ tháng 3 tới tháng 6 của năm 2024 này thì quý vị, là không chừng em VinFast sẽ thua lỗ là 700-800 triệu đô luôn á. Chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tức là hiện giờ đó, bán xe thì VinFast bị ế, mặc dù là mở rộng thị trường khắp nơi, bữa nay tuyên bố bán chỗ này, bữa kia tuyên bố bán chỗ nọ, bữa nọ xây nhà máy chỗ kia, nhưng mà sự thật là gì?
VinFast đã bán được mấy chiếc bên Ấn Độ? Nói đi. VinFast đã bán được mấy chiếc bên Thái? Nói đi. VinFast đã bán được mấy chiếc bên Indo? Nói đi. VinFast đã bán được mấy chiếc xe bên Mỹ? Nói đi. VinFast đã bán được mấy chiếc xe bên Canada? Nói đi. VinFast đã bán được mấy chiếc xe bên Philippines? Nói đi. Đúng không? Rồi nhà máy VinFast, VinFast đã xây dựng được mấy cục gạch ở mấy cái nhà máy rồi? À, mấy cục gạch rồi, hay là vẫn là bãi đất trống? Nói đi. Dĩ nhiên là các truyền thông mà ủng hộ VinFast là coi như đời nào mà họ chia sẻ đi những cái thông tin đó quý vị. Đúng không? Cái dĩ nhiên là một số thành phần này gì nè quý vị. Đúng không? Họ sẽ nói gì nè, trời, VinFast là hãng xe mới mà phải từ từ chứ, cái gì cũng cần thời gian. Đừng có nói chi là từ từ, cho dù có bao nhiêu năm sau đi nữa, VinFast nó vẫn sẽ không thành công, và nó vẫn sẽ thất bại, và nó vẫn sẽ sập tiệm. Cái này là mình nói thiệt, mình không có hề mà gọi là ghét bỏ gì em VinFast hết đó. Tại vì sao? Cái điều mà căn bản nhất là gì? Cái điều căn bản nhất là gì? Là VinFast nó bán xe không có được. Nó bán xe không có được thì thành công cái kiểu gì quý vị? Giống như là cô chú anh chị quý vị, giống như là quý vị mở một cái cửa hàng, quý vị kinh doanh một cái món đồ, mà cái cửa hàng quý vị đó nghe người qua người lại, người ta vô người ta xem, người ta coi quá chừng coi luôn, người ta khen ngất trời, người ta lên trên mạng, lên TikTok người ta khen ngất trời hết, nhưng mà cái sự thật là quý vị không bán được một cái món nào hết, hoặc là quý vị chỉ bán được lèo tèo vài món, và coi như là mỗi tháng mỗi năm là quý vị thua lỗ triền miên hết. Thì quý vị nghĩ xem cái cửa hàng của quý vị nó có nó tồn tại được lâu hay không? Dĩ nhiên là nó sẽ sập tiệm. Đúng không? Thì VinFast nó cũng sẽ y chang giống như vậy đó. VinFast nó được bao nhiêu người khen quý vị? Nó được bao nhiêu người khen? Được rất là nhiều người khen. Nó được bao nhiêu người tự hào? Rất là nhiều người tự hào. Nó được bao nhiêu người ủng hộ với nó quý vị? Rất là nhiều người ủng hộ. Nó được bao nhiêu người mà lúc nào cũng là tôi tin VinFast sẽ thành công, tôi chúc VinFast sẽ thành công, tôi rất tự hào vì em VinFast. Thấy không? Người nào là nhận cơn mưa lời khen, người nào là người Mỹ khen, người Nhật khen, người Hàn khen, chuyên gia này khen. Nhưng mà cái sự thật là gì? Xe VinFast nó bán bị ế. Cái lượng doanh số của VinFast đó nghe, ở ngay tại Việt Nam á, doanh số của VinFast chủ yếu là tại Việt Nam, mà ngay tại Việt Nam á, ngay tại thị trường mà chính của VinFast á, là chủ yếu toàn là bán cho taxi xanh không à, chiếm tới cỡ 70%. Còn ở nước ngoài đó nghe quý vị, thì cái doanh số nó lèo tèo, không có bao nhiêu xe hết. Trong khi quý vị nghĩ xem cái thị trường Mỹ nó bao nhiêu chục triệu xe một năm, thị trường Canada cũng mấy triệu xe một năm, thị trường châu Âu cũng bao nhiêu triệu xe một năm. Ở thị trường nước ngoài VinFast nó bán không được. Ở thị trường Việt Nam VinFast chủ yếu là gì? Nó bán cho taxi xanh. Mà taxi xanh đâu có thể cứu VinFast hoài được quý vị. Không lẽ nó taxi mà năm nào nó cũng mua vài chục ngàn xe hay sao? Ủa vậy quá ra nó chạy xe không à? Quý vị nghĩ xem nguyên cái thị trường Việt Nam được mấy chiếc xe taxi quý vị? Được mấy chục ngàn xe taxi. Đúng không? Taxi xanh đâu có cứu VinFast hoài được. Tức là gì? Tức là không cần phải là một chuyên gia, không cần phải là một nhà toán học gì nữa, chúng ta cũng biết chắc chắn là gì, VinFast nó sẽ thua lỗ, đúng không? Quý vị nghĩ xem mà thua lỗ, mà thua lỗ tiền đô nha. Dĩ nhiên một số thành phần truyền thông sẽ nói vậy, VinFast sẽ quy động vốn qua cổ phiếu, VinFast sẽ quy động vốn qua trái phiếu. We got a VinFast hay VinGroup nó quy động vốn, đổi ra tiền đô được mấy đồng, quý vị, đổi ra tiền đô được mấy đồng, vài trăm triệu đô chứ mấy. Thí dụ VinGroup nó quy động được 2.000 tỷ đồng thì Việt Nam vừa qua đi, hay bao nhiêu ngàn tỷ đồng đi, quy ra tiền đô được bao nhiêu, vài trăm triệu đô chứ mấy, đúng không? Vài trăm triệu đô quý vị còn không đủ cho VinFast nó thua lỗ trong vòng một tháng nữa. Để quý vị nghĩ xem, một quý, trong khi đó một quý VinFast nó thua lỗ là bao nhiêu, 600 mấy chục triệu đô, VinGroup nó quy động được bao nhiêu ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam trái phiếu quý vị, quy ra tiền đô nó không có bao nhiêu triệu đô đó. Thành ra là gì? Làm gì có chuyện mà coi như là VinGroup nó có thể bù lỗ hoài cho em VinFast, đúng không? Cái gì như một số thành phần truyền thông nói VinFast sẽ quy động vốn qua cổ phiếu. Hiện giờ cổ phiếu VinFast được mấy đồng quý vị? Thí dụ như mà coi như VinFast, cổ phiếu VinFast bứt phá luôn á, quy được mấy đồng? 6 đô mấy chứ bao nhiêu. Cái lượng giao dịch thì lèo tèo,
không huy động được bao nhiêu vốn hết. Trong khi đó mỗi một ngày, một tháng WinFast nó thua lỗ mấy trăm triệu đô một tháng quý vị. Thấy không? Rồi khi nào giá cổ phiếu WinFast mới lên mấy chục đô đây? À, lúc trước là coi như trước khi mà lên sàn chứng khoán, WinFast nó tự định giá là coi như là mà 20 mấy tỷ đô, đúng không? Rồi lúc mà mới lên sàn chứng khoán quý vị, lúc đó là coi như truyền thông và một số thành phần nó ca tụng là trời ơi, WinFast làm chao đảo thị trường chứng khoán, con đường tới vinh quang của WinFast, hay là vốn quá WinFast là vào top 3 thế giới, rồi nào vốn quá WinFast sắp qua mặt tàu Toyota, Tesla rồi đó. Bây giờ cổ phiếu WinFast được mấy đồng? 6 đô mấy, lượng giao dịch thấp. Trong khi đó mỗi một ngày một giờ là WinFast nó thua lỗ bao nhiêu tiền, một tháng thua lỗ mấy trăm triệu đô. No. Còn những người mà yêu mến ca tụng xe WinFast, ngất trời quý vị, những người mà tự hào là có nước, những người mà tự hào là có hãng Việt, có hãng xe riêng, những người mà coi như là nói Việt kiều không có tiền mua xe WinFast quý vị. Đời nào mà họ có điều kiện để mua xe hơi quý vị? Mấy người đó làm tháng được mấy đồng? Mấy thành phần đó làm tháng được mấy đồng quý vị? Hả? Mấy cái thành phần mà có nước mà coi như là không được ở Mỹ đó đó, họ làm tháng được mấy đồng? Đời nào mà họ có điều kiện mua xe ủng hộ xe WinFast? Hả? Mà WinFast nó không bán được xe cho những người yêu mến đó đó, là nó hết hy vọng mà nó không có cửa gì để nó bán xe cho những người mà không ưa nó hết á. Đó, người ta không ưa nó. Giống như quý vị ghét một món đồ gì đó, quý vị ghét một cái thương hiệu gì đó, thì đời nào mà quý vị bỏ tiền ra quý vị mua nó? Nếu mà WinFast mà nó không bán được xe cho những người mà tự hào gì nó, hay là ca tụng nó, hay là khen nó ngất trời quý vị, thì quý vị nghĩ xem WinFast sẽ bán được cho ai? Muốn bán cho Việt kiều á thì Việt kiều ghét rồi đó, cái đó là chắc chắn 100% rồi đó. Phải không? Mà muốn bán cho những sắc dân khác thì cạnh tranh không lợi, cạnh tranh không lợi những thương hiệu khác. Mà coi như là muốn bán, thành ra rốt cuộc là cái gì quý vị? Muốn bán cho Việt Nam thì Việt Nam chê, muốn bán cho nước ngoài ghét, vậy sao bán? Mà cái buồn cười nhất là cái này mới là quan trọng nè, WinFast, phải không? Ở ngay tại Việt Nam nó mới là một thương hiệu. Ở ngay tại Việt Nam á, nơi mà coi như là người dân Việt Nam thì diễn như đi xe máy, đúng không quý vị? Diễn như là người dân Việt Nam đi xe máy rồi đó. Người dân Việt Nam người ta mới khát khao có một chiếc xe hơi. Và ở ngay tại Việt Nam, WinFast nó mới là một cái thương hiệu xe. Và ngay tại Việt Nam á, WinFast nó mới được tự hào, nó mới được ca tụng. Mà cũng ngay tại Việt Nam nó bị ế quý vị. Tức là ngay tại Việt Nam, nơi mà nó vừa, nơi mà người dân người ta khao khát xe hơi, nơi mà WinFast nó làm thương hiệu, nó được ca tụng á, thì người dân á mà nó còn bán ế nữa đó. Tại vì ở Việt Nam nó cũng phải bán cho taxi xanh mới coi như là mới có doanh số, thì dĩ nhiên nó bị bán ế rồi đó. Thì ra nước ngoài, nơi mà WinFast nó vừa phải cạnh tranh ha, mà dĩ nhiên nó không có đủ sức để nó cạnh tranh, thương hiệu không có chất lượng thì coi như là không có tiếng bằng xe Nhật, xe Hàn, xe Mỹ rồi đó, xe châu Âu rồi đó. Rồi nơi mà người dân ở nước ngoài quý vị, từ coi như các sắc dân khác cho tới các cô chú anh chị Việt kiều quý vị, quý vị có khát khao chiếc xe WinFast không? Không có. Tại vì nhà nhà nước ngoài người ta có xe hơi hết rồi, nhà nhà nước ngoài người ta có xe ô tô rồi, đâu có ai thèm muốn gì xe WinFast lại làm cái giống gì nữa. Xe WinFast là cái gì quý vị nghĩ xem, cô chú anh chị trả lời giùm em, WinFast là cái giống gì nếu mà nó so với chiếc Lexus, hay là chiếc BM, hay là chiếc Tesla, hay là chiếc Porsche, hay là chiếc Audi, hay là chiếc Land Cruiser mà quý vị đang chạy? WinFast nó là cái gì? Quý vị có thể comment cho em biết được không? Chắc WinFast nó không là cái gì hết á, ok. Rất tiếc nó chỉ là một thương hiệu xe vô danh mà thôi. Nghe không? Và nó ở nước ngoài á, WinFast nó cũng chả là cái thương hiệu xe giống ôm gì hết á. Nó chỉ là một cái thương hiệu xe mà coi như là nói ra là thiên hạ người ta gọi là chửi mắng nó ôm sùm mà thôi. Nghe không? Dĩ nhiên là mình không có chửi em WinFast, nhưng mà cái chuyện mà WinFast nó bị chửi là cái chuyện đó cả thế giới người ta biết rồi. Ok, từ tạp chí Mỹ, YouTuber Mỹ cho tới YouTuber Việt Nam, rồi cho tới chỉ có hình như là chỉ có coi như là truyền thông với YouTube ở trong nước là không chửi WinFast thôi, còn ở nước ngoài là người ta chửi nó
Bên truyền thông Thái nó cũng chửi nè, YouTuber Thái nó cũng chửi nè, YouTuber Ấn Độ nó cũng chửi nè. Không biết nó có chửi hay không, nhưng mà mình đoán là chắc có chửi. Không? Thì quý vị nghĩ xem, vậy vậy VinFast cái cửa thành công ở đâu? Cái cửa thành công ở đâu? Không có cửa thành công. Mà không có cửa thành công, dĩ nhiên chỉ còn cửa quý vị thất bại, đúng không? Quá đúng luôn á, nói là không có chặt vào đâu được hết, nói chính xác đàng hoàng. Khả năng thất bại của VinFast cao cỡ nào? Theo em đoán đó nha. Theo em đoán nha, cỡ 99.99%. Thấy không? Còn cái chuyện mà giá cổ phiếu VinFast á, quý vị hiện giờ trước tiên là gì? 6 đô mấy một cổ phiếu là nó cũng thấp bé. Cũng thấy không? Trời ơi trời, các truyền thông với thành phần nó nổ mà nó quên một điều với quý vị, cổ phiếu VinFast chỉ là 6-7 đô thôi. Thấy không? Chứ có phải là 6-70 đô đâu. Thấy không? Và chưa kể nữa quý vị, nó lên được mấy bữa. Thí dụ tuần này nó lên đi rồi tuần sau nó xuống. Quý vị nhớ lúc trước cổ phiếu VinFast là bao nhiêu? 70-80 đô. Rồi bây giờ cổ phiếu VinFast là bao nhiêu? Penny stock. Dài đô. Trời ơi trời. Thành ra cổ phiếu VinFast không làm cái gì hết á. À, quan trọng là doanh số. Quan trọng là doanh số. Mà doanh số là thứ VinFast nào không có. Ok. Thôi again, chúng ta sẽ chúc em VinFast được may mắn quý vị. Được may mắn. Chúc em VinFast được may mắn. Ok. Thôi xin chào, bye bye.